Xin hân hạnh giới thiệu bột nêm Marcel sản xuất tại Úc, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ rau củ quả, đặc biệt không gluten, không bột ngọt, không đường hóa học. Một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho các cụ ông cụ bà. Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị người Việt với hai kích cỡ, độc quyền cho cộng đồng người Việt là 800g và 250g. Chúng tôi đang cần đại lý từ khắp nơi trên nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0452 067 535. Nước là một thành phần vô cùng quan trọng trong cơ thể con người, giúp duy trì sức khỏe của mỗi người. Và để thay đổi nguồn nước, Vietfay TV xin giới thiệu máy lọc nước điện giải Kangen, một sản phẩm tuyệt vời từ Nhật Bản nhằm giúp tăng cường sức khỏe, cân bằng trạng thái cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, gia tăng tuổi thọ, hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa, cũng như giúp đường ruột sạch hơn và hoạt động tốt hơn. Ngoài ra còn giúp phòng chống những bệnh ngoài da, viêm nhiễm và vẩy nến. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc anh Hòa Võ qua số điện thoại 0402 027777. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, ngân sách tiếp tục là đề tài được tranh luận nhiều nhất tại Úc trong ngày hôm nay, đặc biệt là việc giảm hạ chi phí giữ trẻ. Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Mark Butler lần đầu tiên lên tiếng về tình trạng thiếu hụt bác sĩ gia đình trầm trọng tại Úc. Trong đời sống hàng ngày, người hút thuốc lá có lẽ sẽ thất vọng khi thuế đánh vào thuốc lá sẽ có sự gia tăng đáng kể. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng nay, thứ Sáu ngày 5 tháng 5 năm 2023 của Vietface TV. Đầu tiên là tin về ngân sách 2023-2024. Chi phí giữ trẻ giảm hạ, hơn 1 triệu 200 ngàn gia đình được hưởng lợi. Hơn 1 triệu gia đình Úc sẽ sớm có được dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ em với giá rẻ hơn. Đồng thời, các trường mẫu giáo cũng sẽ có thêm tiền để thuê thêm các chuyên gia giáo dục mầm non, theo ngân sách 2023-2024. Trong ngân sách 2023-2024 mà chính quyền Albanese sẽ loan báo vào ngày 9 tháng 5 sắp tới, có cam kết chi 55 tỷ 310 triệu đô la trong 4 năm để giúp việc chăm sóc trẻ em trở nên hợp lý hơn. Cam kết quan trọng bầu cử này sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 1,2 triệu gia đình trên toàn quốc, với hơn 400.000 gia đình ở New South Wales, 302.100 gia đình ở Victoria và 284.100 gia đình ở Queensland sẽ nhận được trợ cấp. Đối với một gia đình trung bình có thu nhập khoảng 120.000 đô la với một đứa trẻ được gửi đi học nhà trẻ, mẫu giáo 3 ngày một tuần, những thay đổi này sẽ cắt giảm chi phí khoảng 1.700 đô la một năm, theo Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết, tiền học nhà trẻ, mẫu giáo rẻ hơn là một kế hoạch quan trọng trong việc giải quyết chi phí sinh hoạt, trong bối cảnh các hộ gia đình tại Úc đang vật lộn để kiềm chế lạm phát cao. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ dành ra 72 triệu 400 ngàn đô la trong 5 năm để hỗ trợ đào tạo các chuyên viên giáo dục mầm non và lĩnh vực chăm sóc. Trong chương trình này, hơn 80.000 giáo viên mầm non sẽ được hưởng lợi từ khoản tiền này, tập trung vào các dịch vụ giữ trẻ, khu vực tỉnh và vùng sâu vùng xa, cũng như các tổ chức thổ dân. Bên cạnh đó, khoản tài trợ sẽ cho phép các nhà cung cấp lấp đầy 75.000 vị trí giáo viên mầm non đang bị thiếu hụt hiện nay, sau khi khoảng 6.000 thầy cô được nâng cao kỹ năng, bằng cách nhận được hỗ trợ tài chính để hoàn thành các vị trí giảng dạy tại chỗ. Kế đến là tin liên quan đến lĩnh vực y tế, cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng thiếu bác sĩ đa khoa ở Úc. Tình trạng thiếu bác sĩ đa khoa ở Úc sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới, với việc Bộ trưởng Y tế Liên bang Mark Butler đã đưa ra một cảnh báo đáng sợ này. Ông Mark Butler và cựu chủ tịch Hiệp hội Y khoa AMA, tiến sĩ Merket Hiker-Wall, đã phải đối mặt với các câu hỏi về tình trạng khan hiếm bác sĩ trên toàn quốc khi tham gia chương trình hỏi đáp Q&A của đài truyền hình ABC tối hôm qua. Các câu hỏi đặt ra sau một báo cáo năm 2022 của AMA dự kiến rằng nước Úc sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hơn 10.000 bác sĩ gia đình GP vào năm 2031. Đây là một nhân số đáng kinh ngạc. Bộ trưởng Butler cho biết hệ thống y tế của Úc
cần phản ánh bệnh nhân của những năm 2020, chứ không phải những năm 1980. Cũng theo lời ông Butler, thì Medicare cần phải được đại tu trước khi đưa ra cảnh báo về những gì sắp xảy ra với hệ thống y tế của Úc, vì hệ thống hiện nay được thiết kế cho những năm 1980, và nhu cầu sức khỏe của đất nước rất khác. Ngoài ra, Hội đồng Y khoa cũng đang phải đối mặt với các câu hỏi về chi phí thăm khám bác sĩ, khi mà tiến sĩ Hager Wall xác nhận rằng ngày càng ít bác sĩ đồng ý thi hành thể thức bow billing, tức là không tính thêm tiền từ bệnh nhân, vì chi phí đắt đỏ hiện nay. Cũng theo lời tiến sĩ Hager Wall, thì việc giảm hạ số lượng sinh viên tốt nghiệp y khoa chọn trở thành bác sĩ gia đình đã hạn chế nguồn cung cấp bác sĩ, và đây là lý do đã đẩy giá cả lên cao. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Mark Butler đã kêu gọi các chuyên gia y tế trẻ cân nhắc hành nghề đa khoa, đồng thời cam kết rằng chính phủ Albanese sẽ làm nhiều hơn nữa để khiến ngành bác sĩ GP trở nên hấp dẫn hơn. Kế đến là tin về việc Bộ trưởng Y tế Mark Butler tuyên bố gia tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá. Bộ trưởng Y tế Mark Butler đã sử dụng bài phát biểu của mình trước câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra ngày hôm qua để thông báo chính phủ sẽ tăng thuế tiêu thụ thuốc lá thêm 5% trong 3 năm tới. Việc tăng thuế này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm nay 2023. Theo lời Bộ trưởng Butler, thì các công ty thuốc lá sẽ phải trả thêm 3 tỷ 300 triệu đô la tiền thuế trong 4 năm tới, nhằm đẩy giá thuốc lá lên cao để cư dân Úc có thêm động lực giảm hạ thói quen hút thuốc lá. Ông Butler còn mô tả rằng việc gia tăng thuế này là nhằm mục đích đánh sập thị trường thuốc lá. Mặc dù việc tiêu thụ thuốc lá đã có sự giảm hạ đáng kể từ năm 2020, nhưng ông Mark Butler cho rằng số lượng thuốc lá tiêu thụ tại Úc vẫn hãy còn đang ở mức khá cao, và do đó ông hy vọng là việc tăng thuế sắp tới sẽ khiến cho cư dân Úc phải suy nghĩ khi mua thuốc lá, vì nó quá đắt đỏ. Với sự gia tăng thuế này, thì ngân sách quốc gia sẽ có thêm 3 tỷ 300 triệu đô la trong vòng 4 năm sắp tới, bao gồm các khoản thanh toán GST trị giá 290 triệu đô la cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Một phần số tiền mà chính phủ thu được từ tiền thuế thuốc lá sẽ được sử dụng để đầu tư vào công tác phòng chống bệnh phổi. Cụ thể thì Bộ trưởng Butler cho biết 260 triệu đô la sẽ được đầu tư vào chương trình sàng lọc ung thư phổi quốc gia, với hy vọng có thể ngăn chặn hơn 4.000 ca tử vong mỗi năm do căn bệnh này gây ra. Ngoài ra, 240 triệu đô la sẽ được dành riêng cho các biện pháp giải quyết bệnh ung thư phổi ở người bản địa. Người Úc có nguy cơ cao, bao gồm cả những người từng hút thuốc lá điện tử cũng như những người từng hút thuốc lá ở một độ tuổi nhất định, sẽ có thể chụp hình phổi miễn phí mỗi 2 năm một lần, theo khuyến nghị của Ủy ban Cố vấn Dịch vụ Y tế độc lập. Tuy nhiên, ông Butler cho biết, ở giai đoạn này, chính phủ không có kế hoạch theo New Zealand trong việc loại bỏ dần việc hút thuốc lá, bằng cách đưa ra lệnh cấm đối với cư dân trẻ tuổi dựa trên năm sinh. Cũng tin liên quan đến tình trạng hút thuốc lá tại Úc. Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết là trong ngân sách liên bang vào tuần tới cũng sẽ bao gồm tài trợ cho một loạt các biện pháp nhằm dập tắt nạn buôn bán thuốc lá điện tử bất hợp pháp sau khi đã chứng kiến việc sử dụng thuốc lá điện tử tăng vọt trong giới trẻ tại Úc. Theo lời ông Butler, thì chính phủ sẽ chi 30 triệu đô la cho các chương trình hỗ trợ để giúp người Úc bỏ thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử vaping, cũng như 63 triệu đô la cho chiến dịch thông tin dựa trên bằng chứng quốc gia nhắm vào giới trẻ. Ông Butler cho biết, tại Úc, trung bình cứ 6 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 14 đến 16 thì có một người sử dụng thuốc lá điện tử, tương đương 16%, trong khi với độ tuổi từ 18 đến 24, thì cứ 4 người là có một người đã sử dụng thuốc lá điện tử, tương đương 25%. Chính phủ hiện đang lên kế hoạch trấn áp mạnh mẽ việc bán vaping chợ đen, được nhập khẩu từ nước ngoài và có sẵn tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Thuốc lá điện tử sử dụng một lần sẽ bị cấm tại Úc, mặc dù hiện nay Việt Nam đang có nhiều bác sĩ kê đơn thuốc lá điện tử theo toa cho những bệnh nhân muốn cai thuốc lá. Tin đời sống đắt đỏ. Hàng trăm ngàn người Úc không thể trả tiền điện thoại và Internet. Một báo cáo mới của Cơ quan Quản lý Truyền thông gọi tắt là ACMA đã cho thấy, tại Úc hiện đang có 2 triệu 400 ngàn người gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn điện thoại và Internet trong 12 tháng qua. Trong số này có 406.428 khách hàng đã bị ngắt kết nối dịch vụ vào năm ngoái.
Trong số những người được khảo sát, 11% người gặp khó khăn về tài chính đã bị cắt dịch vụ, so với chỉ có 3% với công ty năng lượng và 1% với nước, những ngành mà chính phủ đều có biện pháp bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ hơn. Báo cáo đã sử dụng dữ liệu từ 11 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn và các cuộc khảo sát độc lập. Tất cả 11 công ty viễn thông cung cấp thông tin đều có chính sách về khó khăn tài chính trên trang web của họ. Nhưng chỉ 57% người Úc biết rằng họ có thể liên hệ với công ty viễn thông của mình để được cứu trợ giúp quản lý hóa đơn. Theo cơ quan ACMA, thì những người trẻ tuổi đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi mà hơn 50% những người trong độ tuổi từ 18 đến 34 đã phải yêu cầu công ty viễn thông giúp đỡ trong việc thanh toán hóa đơn. Trong đời sống hiện nay, việc được kết nối và có quyền truy cập vào dịch vụ Internet và điện thoại là rất quan trọng, vì đây chính là môi trường làm việc trong năm nay 2023. Do đó, nếu bị ngắt kết nối thì tất cả công việc sẽ bị ngưng trệ. Ngoài việc ngắt kết nối, nhiều công ty viễn thông còn có lời lẽ đe dọa những người bị ngắt kết nối để buộc họ phải trả tiền. Trong bối cảnh này, một đường dây trợ giúp nợ quốc gia đã được thành lập với 170 ngôn ngữ khác nhau để giúp những thành phần thiệt thòi trong xã hội. Nếu bạn cần liên hệ với đường dây trợ giúp nợ quốc gia, hãy gọi số 1-800-007-007. Cách doanh nghiệp viễn thông phớt lờ khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính. Chỉ 57% người Úc và 64% những người gặp khó khăn về tài chính biết rằng họ có thể liên hệ với công ty viễn thông của mình để được trợ giúp trong việc thanh toán hóa đơn. Chủ tịch cơ quan ACMA, bà Nerida O'Loughlin cho biết, nghiên cứu cho thấy các công ty viễn thông vẫn còn một số cách để đáp ứng những kỳ vọng hợp lý của người tiêu dùng đang gặp khó khăn về tài chính. Cũng theo lời bà O'Loughlin, thì với áp lực chi phí sinh hoạt hiện tại, các công ty viễn thông cần phải đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của những khách hàng có thể đang gặp khó khăn. Đầu tháng 4 vừa qua, công ty Telstra đã bị cảnh cáo sau khi bị phát hiện là họ đã hạn chế hoặc đình chỉ tài khoản của hơn 5.400 khách hàng mà không thông báo. Một cuộc điều tra của công ty ACMA cho thấy, Telstra đã không thông báo trước cho khách hàng ít nhất 5 ngày làm việc sau khi họ không thanh toán hóa đơn. Khách hàng không thể thực hiện các cuộc gọi đi, ngoại trừ các dịch vụ khẩn cấp và Telstra, và một số bị ngăn không cho nhận các cuộc gọi đến. Trong khi đó, thì Telstra cho biết họ đã tự báo cáo với ACMA về sai lầm khiến khách hàng chưa thanh toán hóa đơn bị hạn chế dịch vụ. Cuối cùng là tin về đời sống xã hội. ABS tiết lộ danh sách các khu vực có lợi thế xã hội nhất tại Úc. Những người Úc có lợi thế nhất đang sống gần mặt nước ở Sydney, Perth và Darwin. Trong khi đó, những người thiệt thòi nhất đang sống ở vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa của Queensland và lãnh thổ phía Bắc. Đó là thông tin được Tổng nha thống kê ABS loan báo. Cơ quan này đã sử dụng dữ liệu điều tra dân số năm 2021 để xếp hạng các khu vực chính quyền địa phương dựa trên thu nhập, giáo dục và việc làm để xác định lợi thế kinh tế xã hội. Trong đó, 6 trong số 10 khu vực thuận lợi nhất là ở Sydney, với 53.496 người sống ở Woollahra, là vùng ngoại ô phía đông của thành phố Sydney, đứng đầu danh sách. Thứ nhì trong danh sách là vùng Mosman với 28.329 cư dân, trong khi Peppermint Grove, nơi sinh sống của 1.597 người trên sông Swan của Perth, đứng thứ 8. Netherlands với 22.132 cư dân đứng thứ 9. Tại Bắc Úc, khu vực Darwin Waterfront Precinct, nơi chỉ có 293 người sinh sống, chủ yếu sống trong các căn hộ cao cấp, đang đứng ở vị trí thứ 4. Phần còn lại của Greater Darwin nằm trong số 13% hàng đầu, trong khi phần còn lại của lãnh thổ Bắc Úc chiếm một phần đáng kể trong số các khu vực khó khăn nhất. Chỉ cách Darwin hơn 100 km về phía nam, khu vực Bellewin, nơi sinh sống của 149 người, là khu vực khó khăn nhất của Bắc Úc, và cũng là khu vực khó khăn thứ 3 trong cả nước. Tổng cộng, Queensland là nơi có 6 khu vực khó khăn nhất, trong khi Bắc Úc có 3 khu vực. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.